Chào các bác nông dân, hôm nay mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực hữu ích để diệt trừ sâu nhện, đó là Acotrin 4 pom mâm EC ATT vua sâu nhện. Các bác có biết không, sâu nhện là một kẻ thù đáng gờm của cây trồng đấy. Chúng không chỉ phá hoại trực tiếp mà còn làm cây còi cốc, năng suất kém hẳn đi. May sao, Acotrin 4 pom mâm EC sẽ là vị cứu tinh cho vườn cây của các bác. Acotrin 44 EC là thuốc trừ sâu nhện thế hệ mới, sản xuất bằng công nghệ hiện đại nên rất hiệu quả mà lại an toàn cho cây trồng. Điểm hay nhất là nó diệt sâu nhện nhanh gọn lại còn tác dụng kéo dài nữa. Phun một lần là sâu nhện biến mất sạch sẽ, cây trồng được bảo vệ lâu dài. Không chỉ riêng sâu nhện, Acotrin 440 EC còn truy được nhiều loại sâu bệnh khác, giúp vườn cây luôn khỏe mạnh. Các bác có thể dùng cho lúa, ngô, cà phê, cây ăn trái đều được cả. Để dùng Acotrin 4.4 EC hiệu quả nhất, các bác nhỏ pha thuộc theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun đều khắp cây vào sáng sớm hoặc chiều mát nhé. Nhờ vậy, thuốc mỏi thảm sâu và phát huy tác dụng tối đa. Lưu ý nè, khi phun thuốc nhỏ mặc đồ bảo hộ đầy đủ như khẩu trang, găng tay, áo dài tay để đảm bảo an toàn cho bản thân. Xong việc thì rửa tay sạch sẽ, cắt thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em nha. Tóm lại, Acotrin 4WEC ATT vua sâu nhện là lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ cây trồng khỏi sâu nhện và các loại sâu bệnh khác. Các bác hãy dùng thử ngay để thấy hiệu quả thần kỳ của nó nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Nhớ truy cập dearplant.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về nông nghiệp. Chúc các bác một mùa vụ bội thu.